Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Gia Bảo Luxury, một thương hiệu đồng hồ độc lập giàu truyền thống với slogan những di sản dành cho thế hệ mai sau, và một thương hiệu đồng hồ độc lập đương đại khác dù chưa đầy 20 năm tuổi nhưng đã gây được tiếng vang với dáng vỏ new tunnel mà không ít người gọi vui là cái thùng cải tiến. Chắc hẳn là cũng khá nhiều bạn có thể đoán ra được hai thương hiệu mà Gia Bảo Luxury đề cập tới trong video ngày hôm nay, đó chính là Patek Philippe và Richard Mille. Vậy đâu là điểm chung để hai thương hiệu này cùng xuất hiện trong một video? Hãy cùng Gia Bảo Luxury khám phá và đánh giá hai chiếc đồng hồ thể thao xa xỉ Luxury Sport Watch để cảm nhận về ngôn ngữ chế tác của mỗi thương hiệu tại video ngày hôm nay nhé! Đâu là gã khổng lồ? Patek Philippe với ấn tượng ban đầu của nhiều người Việt Nam, đó là một thương hiệu đồng hồ lâu đời đến từ Thụy Sĩ. Thương hiệu này đỉnh cao và đẳng cấp hơn Rolex. Những chiếc đồng hồ Patek Philippe thường có dáng vỏ cổ điển, được chế tác từ kim loại quý, dây da sang trọng và mặt số hiển thị đơn giản. Đó là những gì mà chúng ta đều nghĩ khoảng 10 năm về trước. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều nhờ sự phát triển từ Facebook và Google. Thời đại của công nghệ số đã đem kiến thức về những chiếc đồng hồ thể thao xa xỉ Luxury Sport Watch đến với Việt Nam một cách phổ biến hơn so với trước đây. Đội ngũ của Gia Bảo Luxury luôn ghi nhớ những cảm nhận đầu tiên khi mà chiêm ngưỡng và lên tay chiếc đồng hồ Patek Philippe Nautilus với dáng vỏ vuông. Sao mà nó lại đặc biệt và lạ đến như vậy? Rất nhiều nhà sưu tầm, người tiêu dùng lựa chọn mua một chiếc đồng hồ về lịch sử thương hiệu của nó. Và Patek Philippe thì luôn luôn, phải nhấn mạnh là luôn luôn là mơ ước của cả hai hệ khách hàng nêu trên. Trải qua rất nhiều thăng trầm biến cố trong lịch sử từ Thế chiến thứ nhất, thứ hai hay là khủng hoảng đồng hồ Thạch Anh, Patek Philippe vẫn luôn giữ vững vị trí top đầu những thương hiệu đồng hồ được khao khát nhất mọi thời đại. Cả về nhận diện thương hiệu đồng hồ dành cho giới quý tộc thượng lưu, giá trị thanh khoản, giá trị gìn giữ cho thế hệ mai sau đều khó có một thương hiệu nào có thể sánh bằng. Vậy còn Richard Mille thì sao? Đơn thuần là một chú bé tí hon mới sinh ra chưa đầy 20 tuổi. Những chiếc đồng hồ Richard Mille được gắn liền với hình ảnh những vận động viên, những ngôi sao hạng A, tay chơi mạng xã hội hay du thuyền và siêu xe. Có thể nói rằng, ngài Richard Mille đã tạo được một làn sóng những chiếc đồng hồ xa xỉ đúng nghĩa. Theo lời trích dẫn của ông, Richard Mille khác với Patek Philippe hay những thương hiệu truyền thống về bản chất. Chiếc đồng hồ này có thể không phải để gìn giữ, để ngắm và đợi lên giá. Đeo một chiếc Richard Mille nói ngắn gọn như việc bạn lái một siêu xe McLaren khi hội tụ đủ những yếu tố đỉnh cao tại thời điểm hiện tại, chất liệu và công nghệ chế tác hiện đại nhất. Ngôi sao may mắn đã đem đến nhiều thành quả cho không ít thương hiệu đồng hồ giàu truyền thống như Patek Philippe, Audemars Piguet, Vacheron Constantin, Rolex hay là Girard Perregaux, v.v. cho đến những thương hiệu đương đại như là Richard Mille, Hublot, Frank Muller, Speke Marine. Nhưng để gìn giữ và phát triển thì không phải thương hiệu nào cũng có thể làm được. Có những thương hiệu đã bị bán vào tay những tập đoàn kinh tế và bị biến đổi tồi tệ cả về bản chất lẫn tinh thần. Đó là lý do những thương hiệu đồng hồ độc lập giàu truyền thống như Patek Philippe lại giá trị đến như vậy. Xét về độ hoàn thiện của đồng hồ thể thao, Patek Philippe với Richard Mille đâu mới là gã khổng lồ thực sự? Để lý giải cho câu hỏi trên thì Gia Bảo Luxury sẽ đặt lên bàn cân hai chiếc đồng hồ đều có reference là 67, đó chính là Patek Philippe Aquanaut 5167R và Richard Mille Automatic Extra Flat RM067. Đây là hai thiết kế đồng hồ thể thao xa xỉ, không theo dáng vỏ tròn truyền thống, đi kèm với dây cao su là xu thế của thế kỷ 21. Chúng ta sẽ cùng soi và đánh giá, so sánh độ hoàn thiện qua từng chi tiết. Dưới đây sẽ là một vài những thông tin cơ bản. Chúng ta có thể thấy là Patek Philippe Aquanaut vẫn giữ được mặt số hiển thị truyền thống với 3 kim một lịch, còn Richard Mille thiếu đi kim dây nhưng bù lại là kim hiển thị chức năng. Tuy nhiên, sự chênh lệch lớn nhất và dễ hiểu nhất đó chính là mức giá niêm yết và mức giá thị trường thời điểm tháng 9 năm 2019. Chiếc RM067 gấp xấp xỉ 3 lần so với chiếc Patek Philippe 5167R. Còn về cấu trúc, kết cấu, độ hoàn thiện lớp vỏ đồng hồ thì sao? Phần bezel của hai chiếc đồng hồ đều được chế tác từ vàng hồng nguyên khối 18 carat, hoàn thiện đa phần bằng phương pháp trải xước Brushed Finish. Phía ngoài của hai vành bezel được hoàn thiện bằng phương pháp vát cạnh và đánh bóng. Tuy nhiên thì phần bezel của chiếc RM067 được đánh bóng rất là nhỏ và mỏng, khó khăn hơn nhiều so với việc hoàn thiện trên bezel của 5167R.
Mục đích kết hợp hai phương pháp hoàn thiện thủ công này nhằm tạo hiệu ứng tương phản với bộ phận thân đồng hồ và tăng tính thẩm mỹ chung. Lớp vỏ không trên cùng một mặt phẳng như của Richard Mille tiêu tốn nhiều công sức của những nghệ nhân chế tác hơn so với bezel phẳng của chiếc Patek Philippe. Phần thân vỏ của RM067 được kết hợp bằng 3 kỹ thuật hoàn thiện khác nhau, đó là đánh bóng tại các ống liên kết vít, trải xước dọc và nhám, phun cát đến từ hai mặt của bezel và đáy của chiếc đồng hồ này. Còn với thân vỏ của chiếc Patek Philippe chỉ dừng lại ở mức độ hoàn thiện là trải xước ngang. Kính sapphire của hai chiếc đồng hồ phụ thuộc vào lớp vỏ nên đều khó chế tác. Một là dáng thùng hơi cong khoảng 5 độ so với hệ trục nằm ngang, còn với chiếc Patek Philippe là dáng vuông cắt vát đều ở bốn cạnh. Với chiếc RM067, đối lập phía kính bên trên là kính dạng lồi, thì kính ở đáy là kính lõm, cũng khoảng 5 độ. Tương ứng với Patek Philippe 5167R là kính sapphire tròn thông thường. Về dây cao su của hai chiếc đồng hồ này thì chúng tôi có cảm tình với Patek Philippe nhiều hơn bởi vì những họa tiết trên dây của chiếc Patek Philippe này mang tính thẩm mỹ cao và không kém phần hữu dụng, làm tăng ma sát khi cầm trên tay. Tuy nhiên thì tôi lại có cảm giác khá là hụt hẫng khi đến với phần khóa của chiếc Patek Philippe. Nhược điểm của dây và khóa của Patek Philippe 5167R đó chính là hạn chế khi chuyển nhượng sang người đeo mới với cổ tay lớn hơn. Điều này thì lại hoàn toàn trái ngược với khóa gấp của Richard Mille, rất linh hoạt trong việc tăng giảm kích thước cầu khóa bằng titanium, giúp chiếc đồng hồ giảm đi trọng lượng đáng kể. Bây giờ thì hãy chú ý tới mặt số hiển thị và cỗ máy vận hành. Đầu tiên hãy cùng Gia Bảo Luxury cùng đánh giá độ hoàn thiện tới từ bộ kim của hai chiếc đồng hồ 67 này. Kim Index của Patek Philippe Aquanaut 5167R được đánh bóng và dạ quang đặt ở phía bên trong. Còn với Richard Mille RM067 là kim Dolphin nhưng được hoàn thiện 3 trong 1, bao gồm đánh bóng, trải xước và đặt chất phát quang. Tất cả được thực hiện trên hai cây kim vô cùng dẹt và mỏng. Chưa hết, đầu của hai cây kim này còn được vắt cạnh và đánh bóng trên diện tích rất nhỏ. Bộ kim là điểm mà chúng tôi nể phục Richard Mille một cách tuyệt đối. Độ hoàn thiện chênh lệch tương tự khi chúng ta soi tới phần cọc số. Số hiển thị đều là dạng số Arab, nhưng được thể hiện dưới hai lăng kính khác nhau. Patek Philippe đơn giản và thanh lịch với những bộ số bằng vàng hồng được đánh bóng, chất phát quang được đặt bên trong ngay ngắn. Còn với Richard Mille lại khác biệt với cọc số Arab được hiện đại hóa vô cùng bắt mắt. Viền số được nâng lên cao, đánh bóng và vát cạnh tại các góc tròn. Chất phát quang được đặt thấp hơn để mặt số nhìn có chiều sâu. Mặt số của Richard Mille và Patek Philippe khác nhau hoàn toàn khi được thiết kế theo dạng skeleton. Còn với chiếc Aquanaut được cách điệu với hình trái đất trên nền mặt số nâu cuốn hút. Ở mặt số của RM067, những khay và cầu nối được làm từ titanium cấp độ 5 được xử lý điện cực cho ra màu xám tối, sau đó trải xước rất mịn và mỏng với độ chính xác hoàn hảo. Và đây là bức ảnh đảm bảo sẽ khiến cho bạn phải trầm trồ. Sự khác biệt hoàn toàn đến từ ngôn ngữ chế tác, cỗ máy của hai thương hiệu, độc lập truyền thống và độc lập đương đại. Cỗ máy của chiếc RM067 là một cỗ máy in-house mới của hãng tại Les Relax, nhưng định hướng và DNA của thương hiệu vẫn được duy trì và phát triển. Cỗ máy CRM-A6 được hoàn thiện với tông đen chủ đạo với kỹ thuật phun cát. Roto bằng Platinum được thiết kế dạng skeleton và hoàn thiện trải xước là điểm nhấn cho một cỗ máy cơ học nhưng được xuất hiện trong những phim hành động viễn tưởng vậy. Đối lập với cỗ máy hiện đại ấy là cỗ máy 324SC được phát triển từ nền tảng cỗ máy với roto trung tâm là 315 từ những năm 1984. Cỗ máy tự động 324 của Patek Philippe Aquanaut vẫn giữ chọn được những kỹ thuật chế tác đồng hồ truyền thống thủ công như bọc vàng Chatham. Khay và cầu máy được trải xước với những đường vân Côte de Geneva. Phần rìa của khay được vắt cạnh và đánh bóng tăng tính thẩm mỹ, roto vàng với logo thánh giá Calatrava trung tâm. Đối với Gia Bảo Luxury, nếu như so sánh về độ hoàn thiện với mức giá niêm yết của Richard Mille RM067 đắt xấp xỉ gấp 3 lần so với chiếc Patek Philippe Aquanaut 5167R là hoàn toàn hợp lý. Cuối cùng, điều gì sẽ khiến cho bạn quyết định chi tiền để mua một chiếc đồng hồ? Chắc hẳn đó là cảm xúc và thẩm mỹ cá nhân khi mà chúng ta đeo trên tay. Và bây giờ sẽ là một số hình ảnh trên tay hai chiếc đồng hồ Patek Philippe Aquanaut 5167R và RM067.
Không biết là các bạn khán giả yêu thích chiếc đồng hồ nào hơn thì hãy để lại comment và đánh giá ở phía bên dưới video ngày hôm nay. Tới đây thì video cũng đã khép lại rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đón xem những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.